Ngày 14 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp thứ 6 của ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Tây Ninh, đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh chủ trì điểm cầu cấp tỉnh. Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đề nghị thành viên ban chỉ đạo cũng như các thành viên tham gia phiên họp cần xác định rõ vai trò của mình trong việc phối hợp với các bộ ngành trong triển khai nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp. Trong 10 tháng năm 2023, Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục có những đổi mới, quyết liệt, sát sao, cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đẩy mạnh cải cách hành chính. Theo đó, các bộ ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 341 quy định kinh doanh tại 30 văn bản quy phạm pháp luật. Việc chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử của cấp bộ đạt 82,42%, tăng 30,73% so với cùng kỳ năm 2022. Địa phương đạt 70,15%, tăng 31,31% so với cùng kỳ năm 2022. Thống kê từ Bộ Công an, đến 10 tháng 10 năm 2023, đã cấp trên 83,76 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip, thu nhận trên 64,3 triệu hồ sơ định danh điện tử, trong đó đã kích hoạt trên 379,3 triệu tài khoản. Có 24 địa phương đã hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử và có tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cao. 100% bộ ngành địa phương hoàn thành kết nối đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức. Cũng tại phiên họp, thành viên ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành đã tham gia thảo luận về những khó khăn, giải pháp đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.